Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Câu ca dao tự thuở nào, như lời mời gọi tha thiết những người con đất Việt trở về với cội nguồn dân tộc. Đến với hội diễn nghệ thuật quần chúng Việt Tiên Banh 2018, đội nghệ thuật xung kích Ngân hàng Việt Tiên Banh chi nhánh Đền Hùng xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý, ban giám khảo cùng các đoàn bạn chương trình nghệ thuật với chủ đề Hát mừng Việt Tiên Banh 30 mùa hoa. Chỉ đạo chương trình Giám đốc Nguyễn Quốc Duy, biên đạo Mỹ Vân Thành Nam. Chương trình gồm các tiết mục Múa Cánh Sóng Niềm Tin, âm nhạc Hồ Hoài Anh, biểu diễn tập thể diễn viên song ca nữ Tình Yêu Ngân Hàng, biểu diễn Thanh Xuân, Lê Xuân cùng tốp múa phụ họa. Hoạt cảnh dân ca Hát mừng Việt Tiên Banh 30 mùa hoa, tiết mục tự biên dựa theo làn điệu dân ca Xoan Ghẹo và dân ca Bắc Bộ, biểu diễn tập thể diễn viên. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu.
một tình yêu lớn khát khao tầm cao, công hiến cho tổ quốc một tình yêu ngân hàng. Từng niềm vui mới là một mạnh nguồn khôn vũ khí khắp muôn phương, mạnh nguồn sinh sôi. Chi nhánh Đền Hùng
được về đây tay trong tay đoàn kết, sông Đằng tặng thành khúc hát niềm tin. Từ quê hương Phú Thọ, công xuân đi ra câu mèo, cùng nàng ấy ba cùng anh ta về đây dự hội mừng ngày truyền thống vẻ vàng. Liên hàng đó biệt đi vây rộn ràng tiếng trong hội âm vang đất cội nguồn, chi nhánh Việt tin bay ngân hàng đây đền hùng cùng về vì phúc hôm nay mừng ngày truyền thống. Với sứ mệnh là ngân hàng số 1 Việt Nam, chi nhánh Việt Tin Banh đồng hành chúng tôi phát triển đồng hành cùng khách hàng sản xuất kinh doanh, cung cấp sản phẩm dịch vụ hiện đại tiện ích, triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi mang phong cách phục vụ đồng nhất vì lợi ích khách hàng. Với phương châm một mục tiêu, một ý chí, một văn hóa, một quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh, xứng đáng là địa chỉ tin yêu của mọi khách hàng. Cùng nhau nâng cao nghiệp vụ ngân hàng, nào các quý bạn ơi, về đây đua tài khoe sắc, hát lên câu ca nghĩa tình, quyết tâm ta xây dựng chi nhánh. Trong những năm qua, chi nhánh Việt Tin Banh Đền Hùng luôn phát triển doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng, quan tâm trách nhiệm với cộng đồng xã hội, tài trợ hơn 10 tỷ đồng để xây dựng các di tích của địa phương, xây 10 ngôi nhà tình nghĩa cho các hội viên cựu chiến binh, hỗ trợ xây dựng 2 trường học cho xã nghèo, tham gia ủng hộ từ thiện, nhân đạo và các hoạt động đoàn thể, góp phần phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững trên địa bàn, được các cấp tặng nhiều bằng khen và tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu, xứng đáng là ngân hàng Việt Tin Banh nâng giá trị cuộc sống. Và tầm nhìn luôn đổi mới, quyết tâm hành động, bứt phá thành công,
đáp ứng phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ bằng các phương tiện hiện đại, phong cách chuyên nghiệp, tận tâm. Với mục tiêu phát triển nhanh, vững chắc, an toàn và hiệu quả, xứng đáng niềm tin, thương hiệu Anh Việt Nam. Bông hoa chăm sóc khắp nơi về đây hát mừng ngày chiến thắng anh ta lần hàng. Đây đây chung vui hát mừng câu ca, đây doanh nghiệp thương hiệu mạnh Việt Nam. Từ nguồn vốn lên kinh doanh với các dịch vụ để phát triển tốt bền vững, tự hào chúng ta vươn xa. Ta vẫn tin xây dựng ngân hàng công thương như đã hòa dâng lên ngày chiến thắng. 30 năm qua bên nhau gắn bó một lòng, đời xanh cùng nhau đoàn kết và cùng quyết tâm thi đua. Ta dâng lên đảng quân mình đây ngân hàng trong thương mại nở ngàn hoa. Hoạt cảnh dân ca hát mừng Vietinbank 30 mùa hoa của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Đền Hùng đã khép lại chương trình dự thi của đơn vị ngày hôm nay. Lời cuối cùng cho phép được gửi tới lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể quý vị. Chúc hội diễn thành công, tốt đẹp.